Xin chào cả nhà nha. Đang có mặt tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đi nghỉ xe hơi xíu, đi Đồng Tháp cả nhà ơi. Cuộc đời là những chuyến đi. Nghe tài xế khổ lắm mà ai sướng đâu. Có anh em nào ở gần khu vực ở chỗ này hay không vậy? Bình Chánh nha. Khách đang ăn cơm đêm cả nhà. Ăn tối ha. Thu bằng cái thu bay á, bằng cái điếu thuốc điện tử á. Chung cư này không biết chung cư gì mà lớn ghê cả nhà. Đây ha, đây con đường tắt đi qua ha, đường đất bỏ đi qua rồi, chung cư lớn này rất là lớn luôn ha. Không khí tấp nập tại Sài Gòn. Cuộc sống còn chen. Hơi sưng lạ bên người ha, cả nhà ha. Sài Gòn là phải bon chen mới sống được. Hiền quá, sống ở Sài Gòn không nổi đâu ha. Bởi vậy ở Sài Gòn là phải với mặt cảm xã hội. Ai mà có tính mà hay tự ái nè. Đi với em. Ờ ok, lên xe. Tính hay tự ái, tính hay quê thì hay ngại là sống ở Sài Gòn nữa đó ha. Sài Gòn là phải mặc dày ai ba lớp, dũng cảm mạnh mẽ lên mới làm ăn được ở Sài Gòn này. Rồi giờ quý vị bắt đầu là tiếp tục hành trình cả nhà nha. Rồi xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha.